chấn động lời tiên tri chính xác 100% gây rúng động giới tử vi học, về hai con giáp càng khổ càng giàu, đang nợ nần ngập đầu bỗng phất lên làm đại gia, tiền vàng tiêu ba đời không hết trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn. Vâng, thưa quý vị, mới đây nhất thì các chuyên gia tử vi học đã đưa ra những cái lời tiên tri gây sốc về một cái hiện tượng chiêm tinh kỳ lạ. Đáng nói là hiện tượng xấu này nó xuất hiện sẽ kéo theo những cái thảm họa liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, các chuyên gia còn cảnh báo rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn vận hạn trong cái vận chín, khiến cho mọi nỗ lực cuối cùng cũng đổ sông đổ biển. Trong màn đêm đen tối đó, vẫn có hai ngôi sao sáng lấp lánh mang tên hai con giáp căn số phú quý này. Khi họ được hậu thuẫn của những cái cát tinh, phúc tinh, thần tài và quý nhân để lộn ngược dòng, vận trình vươn lên mạnh mẽ như cái ngọn lửa hồng rực cháy giữa màn đêm, cứu vớt cả thiên hạ đi qua những cái tháng ngày u ám và bao nhiêu khổ nạn khó khăn, hai con giáp này đều nghiền nát bét, đổi lại là cái sự giàu có, sung sướng, trả sạch nợ nần, đổi đời, phất lên làm đại gia, cực giàu có, đại thành công trong 6 tháng cuối năm 2024. Nếu mà quý vị đã hữu duyên xem được video này, thì xin quý vị hãy toàn tâm chiêm nghiệm để tránh xa những khổ hải, cải vận giàu sang, giữ lại những thứ mà mình đang có, kiếm thêm những cái thứ mà mình đang cần. Phải chiếm lấy những cái thứ mà mình đang thiếu, đem về cho mình một cái tương lai giàu có huy hoàng. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên được các chuyên gia tử vi học chỉ ra trong 6 tháng cuối năm 2024 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu trong năm 2024 ấy, thì đây là một năm có thể là gì? Mang lại cái sự may mắn, có những cái bước tiến nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023 trước đó. Vận trình thì hanh thông, được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, dẫn đến công việc làm ăn thì thuận lợi, tiền bạc thì gia tăng không ngừng. Đó. Chúng ta cùng xét qua một chút về cái vận thế từng tháng trong cái năm 2024 nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng 7 âm lịch. Thì trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Dậu làm ăn vượng phát, có thể ký kết hợp đồng lớn, làm được nhiều cái điều mà phần đông những người khác không nhìn ra. Tiếp theo là tháng 8. Thì trong tháng 8 quý vị cần phải đi đứng cẩn thận, kẻo gặp cái họa hình thương, bị va quệt xe cộ, vấp ngã, gây nên những chấn thương ở vùng lưng hoặc là bụng. Phụ nữ có thai thì càng phải đi đứng thận trọng hơn. Tiếp theo là tháng 9 âm lịch. Thì trong tháng 9 âm lịch thì tiền thu nhiều hơn là tiền chi, lúc nào cũng rủng rỉnh, hỗ trợ được cả người thân, được bạn bè và có những cái dấu hiệu tăng tiến trong công việc nhờ một vài cái ý tưởng sáng tạo mới lạ của mình. Tiếp theo là tháng 10 âm lịch. Thì trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thể hiện cái tài năng hoặc là khẳng định được cái vị thế của mình, được cất nhắc, được đề bạt lên những cái vị trí tốt hơn. Tài lộc trong cái năm ấy thì cũng được gia tăng. Đấy. Có điều là gì? Trong thời gian này quý vị cần phải chú ý đến cái sức khỏe và quý vị làm việc quá lao lực nên chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiếp đến là tháng 11. Tháng 11 thì với những người tuổi Dậu ấy thì có dấu hiệu thị phi đeo bám, gây cản trở trong công việc hoặc là tiến trình yêu đương. Đi xa thì đôi khi gặp bất lợi, có thể gặp những cái tai nạn hình thương hoặc là đường sông nước. Tiếp theo là tháng 12, tháng cuối cùng. Thì tháng cuối cùng được cục diện tam hợp là Tị Dậu Sửu, nên là nó được vượng vận quý nhân, gặp khó thì có người nâng đỡ, mở rộng cái công việc làm ăn hay là thậm chí là chuyển đổi cái môi trường ấy, hay là gì thay đổi cái công việc thì cũng sẽ được gì, được thuận lợi. Thu nhập trong cái thời gian này của những người tuổi Dậu cũng được gia tăng, kể cả lương và thưởng và những khoản thu nhập phụ do cái tháng cuối cùng là tháng Tết đó. Thưa quý vị, đó là vận trình tổng quan về cái những người tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận may của những người tuổi Dậu trong từng cái vận trình chi tiết về tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên gia đạo đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm 2024. Thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu nói chung ấy có nhiều cái bước tiến triển rõ rệt, một phần là nhờ có nhiều cái cát tinh nó phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính các bạn luôn chăm chỉ và nỗ lực, không quản ngại những khó khăn trước đó. Trong năm 2024 thì được cục diện là Thìn Dậu là lục hợp, nó cho thấy là các bạn luôn duy trì được cái đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn nên sẽ thường đưa ra được những quyết định chính xác nhanh chóng và nắm bắt được cái thời cơ, dẫn đầu cái xu hướng.
Trong 6 tháng cuối năm này, nếu mà có ý định thực hiện những cái dự định lớn lao ấy, thì các bạn có thể lựa chọn ngay để mà tiến hành. Dù là người vừa mới bước chân vào cái môi trường mới hay là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm thì bản mệnh cũng gây được cái ấn tượng với cấp trên và được dành cho những cái cơ hội để khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, trong năm lại được chính quan nó soi chiếu là cái dấu hiệu chứng tỏ những người tuổi Dậu hoàn toàn xứng đáng và đủ cái năng lực để đứng ở một cái vị trí cao hơn, giúp phát huy cái tài năng và mở rộng cái tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi đến cái thành công. Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm ấy lại được cát tinh tử vi nó đem lại cái tác động tích cực, giúp những người tuổi Dậu ấy có các mối quan hệ xã giao được mở rộng. Những người tuổi Dậu có thể quen biết được với những quý nhân trong cái thời gian này. Đối phương không chỉ truyền dạy cho các bạn những kinh nghiệm quý giá mà còn khắc phục những cái khó khăn. Đôi khi còn đưa cho các bạn những cái lời khuyên hữu ích, giúp các bạn tìm ra cái hướng đi mới để phát triển bản thân. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm thì các bạn cũng gặp được cái sự may mắn đấy. Nhưng mà cho đôi khi vẫn còn những cái tác động của một vài cái hung tinh. Cái hung tinh tuy nhỏ nhưng mà nếu mà quý vị chủ quan gây suất ấy, nó có thể biến những cái cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành những cái bất chắc bất cứ lúc nào. Do đó, những người tuổi Dậu dù có đang thắng thế thì cũng gì không nên tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác. Nếu các bạn không chú ý cái cách hành xử của mình ấy, thì có thể biến các bạn thành kẻ thù của bất cứ ai bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập chờ các bạn phạm phải sai sót mà tìm cớ để hạ bệ các bạn ngay. Trước khi một quyết định bắt tay vào một công việc nào đó thì các bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới cái thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một cái điều gì đó hoặc là gì quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Vì thế, để hóa giải cái hạn thị phi xung khắc và cái hạn tiểu nhân hãm hại, cũng như là để mang lại cái may mắn trong cái vận trình công việc sự nghiệp của những người tuổi Dậu, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì nói chung ấy, trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Dậu nên đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công sẽ cao hơn là quý vị chạy theo cái nhu cầu của thị trường. Muốn phát triển mạnh thì quý vị cần phải tìm ra và phát huy cái thế mạnh của bản thân. Thưa quý vị, đó là về cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nói chung ấy, công danh sự nghiệp nó phát triển, vậy nên là cái tài lộc của những người tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm ấy, nói chung ấy cũng thấy những dấu hiệu vượng phát tăng tiến một cách rõ rệt hơn. Trong 6 tháng cuối năm 2024 cũng hứa hẹn cho những người tuổi Dậu có tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với thời gian trước đó. Nhiều cơ hội nó ập tới, quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để nắm bắt. Chắc chắn cái công lao của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người theo đuổi cái con đường sự nghiệp, công danh, các bạn cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả cao trong công việc, nên thường được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Nhờ có cục diện là Thìn Dậu lục hợp nó tương trợ trong năm và những cái cát tinh nó soi chiếu, vậy nên những người tuổi Dậu dễ được phân công những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách quan trọng. Nếu mà hoàn thành tốt ấy, thì không những được tuyên dương khen thưởng mà còn có thể được thăng chức tăng lương đấy. Nếu mà quý vị tự nhận thấy mình có đóng góp nhiều cho cái sự phát triển của tập thể thì các bạn cũng có thể tự tin đề xuất được cái mức lương như ý. Chắc chắn lãnh đạo cũng sẽ không thể từ chối một cái nhân viên xuất sắc như các bạn được. Thêm nữa, trong năm 2024 lại có chính quan nâng đỡ, nó cho thấy những cái người làm lãnh đạo thì thường đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những cái thành tích gặt hái được cũng sẽ giúp cho tập thể thu về không ít cái lợi nhuận. Các bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin và đi theo mình nữa. Với những người làm kinh tế, làm ăn kinh doanh ấy, thì các bạn cũng được chính tài nó phù trợ, nên là nhiều mối làm ăn buôn bán cũng thu được cái lời lãi vượt ngoài cái dự tính của những người tuổi Dậu. Hơn thế nữa, những người tuổi Dậu còn gì là người có cái mối quan hệ rộng rãi, làm ăn thì giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng đi theo ngày càng đông. Các bạn có thể kiếm được một cái khoản ổn định và không cần phải quá lo lắng đến cái sự cạnh tranh của đối thủ. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu cũng có thể xem xét đến cái việc ký kết thêm cái hợp đồng hoặc là mở rộng cái quy mô kinh doanh buôn bán làm ăn. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, xong
Làm đến đâu thì thế kết quả đến đấy. Các bạn sẽ thấy công sức của mình bỏ ra hoàn toàn là xứng đáng. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi, để bảo vệ cái nguồn tài lộc thịnh vượng cho mình, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, trong năm ấy, mặc dù là cái vận trình tiền bạc tài lộc nó khá là hanh thông thuận lợi, tuy nhiên bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải đề phòng cái ảnh hưởng của cái tam tai. Đấy, mặc dù phần cuối năm nó cũng không còn gì, không còn ảnh hưởng lớn nữa, nhưng mà các bạn cũng nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một cái lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng có thấy ai kiếm tiền về đầy túi thì cũng muốn bắt chước làm theo, bởi có thể đối phương ấy có những cái lợi thế mà các bạn không có được. Tốt nhất là khi làm việc gì quý vị cũng cần phải căn cứ vào cái tình hình thực tế. Có khi phát triển cái thị trường ngách cũng sẽ giúp cho các bạn thu tiền về đầy túi. Còn nếu mà chạy theo cái xu thế thị trường hoặc là mù quáng nghe theo cái lời rủ dê thì các bạn cũng sẽ sớm cháy túi mà thôi. Đó là những cái điều mà những người tuổi Dậu cần phải lưu ý trong vận trình công danh tiền bạc và sự nghiệp của mình. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta cùng xét về cái vận trình tình duyên gia đạo trong 6 tháng cuối năm âm lịch của những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Dậu có tốt có xấu do có cả những cái yếu tố khách quan và chủ quan nó mang lại. Vì thế, những người tuổi Dậu nên chú ý trong cách nói năng hành xử trong cái mối quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế những cái rắc rối không đáng có. Vào cái thời điểm 6 tháng cuối năm này thì những người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài cái đối tượng xem mắt. Nếu mà có thiện cảm với ai ấy, thì các bạn nên chủ động trò chuyện để kéo gần cái khoảng cách với người đó, không nên ngại ngùng hoặc là thờ ơ, kẻo không giữ được cái mối lương duyên tốt đẹp đến với mình. Thêm nữa, trong thời gian này ấy, thì nó cũng có cái hàm chỉ nó xuất hiện, là cái dấu hiệu cho thấy các bạn dễ vướng phải những cái rắc rối trong chuyện tình cảm. Do đó, yêu ai thì quý vị cũng cần phải nghiêm túc, không nên là đứng núi này trông núi nọ hay là bắt cá hai tay, kiểu cuối cùng ấy thì lại rơi vào cái tình trạng là lắm mối tối nằm không. Nếu các bạn mà không chân thành trong cái tình yêu ấy, thì dễ khiến những người chân thành với mình bị tổn thương, đến lúc hối hận thì cũng khó có thể cứu vãn được nữa. Bên cạnh đó, một số người cũng cần phải có lý trí hơn trong chuyện tình cảm, không nên siêu lòng vì những lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không ấy, thì đừng chỉ nghe lời đối phương nói, các bạn cũng cần phải để ý xem những cái hành động của đối phương có thể sẽ gì thể hiện được cái sự quan tâm chân thành với mình hay không. Với những người đã lập gia đình ấy, thì cái mối quan hệ vợ chồng của các bạn có nhiều cái biến động, song đó cũng không phải là cái dấu hiệu tốt lành trong thời điểm này. Có thể những cái dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần mà cả hai đều không nhận ra. Mỗi ngày quý vị hãy dành thời gian trò chuyện và giúp đỡ nhau. Những cái việc làm nhỏ nhặt cũng đủ để thể hiện cái sự quan tâm chân thành, và từ đó cũng sẽ giúp gì cái tình cảm của hai người được gắn kết thắm thiết hơn. Trong thời gian này thì những người trưởng thành khó tránh khỏi những cái lúc phải xã giao tiệc tùng, nhưng các bạn cũng cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với những người khác, đừng để đào hoa xấu nó có cơ hội xuất hiện. Trước khi làm việc gì thì các bạn cũng cần phải nghĩ đến người thân, đừng có buông thả bản thân kẻo lại hối mà không kịp. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và tăng cường cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét về cái vận trình tử vi về công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tài lộc cũng như là gì tình duyên gia đạo của những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần sức khỏe của những người tuổi Dậu trong năm 2024, đặc biệt là trong cái dịp 6 tháng cuối năm. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong dịp cuối năm 2024 ấy, rất mừng là những người tuổi Dậu đã duy trì được cái tình trạng sức khỏe khá là tốt. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân mình duy trì cái lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể được phần dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Với những người đang có bệnh trong người thì quý vị hãy luôn suy nghĩ lạc quan và thực hiện đúng theo cái lời dặn dò của bác sĩ. Các bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu được cải thiện đáng kể. Thậm chí, một vài người gặp thầy gặp thuốc còn có thể là chữa dứt được những căn bệnh làm phiền mình trong suốt thời gian qua. Những lúc cảm thấy căng thẳng mệt mỏi thì quý vị cũng đừng ngại tâm sự
với những người mà đáng tin cậy, các bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có chuyện gì thì cũng đừng giấu trong lòng, các bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Các bạn phải mở lòng mình thì người khác mới có cơ hội giúp đỡ các bạn được. Ngoài ra, nhờ cái sự nâng đỡ của các tinh tử vi mà một số các cặp đôi cũng sẽ đón nhiều tin vui cưới hỏi trong thời gian này. Nói chung ấy, đây là một cái thời điểm mà khá là may mắn về tài vận cũng như là gì về công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta cùng đi về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Dậu. Quý vị đã biết ấy, mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh riêng đấy. Vậy nên là gì, từng tuổi Dậu sẽ gì có những cái vận trình khác nhau trong cái 6 tháng cuối năm 2024 này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong 6 tháng cuối năm 2024. Như quý vị đã biết ấy, năm 2024 có thể nói là một cái năm mà khá bình yên đối với những người tuổi Đinh Dậu. Mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh thì khá là ổn định, không phải đối diện với sóng to gió lớn nào. Nhiều người ở cái độ tuổi này đã nghỉ hưu nên là không còn phải lo lắng nhiều đến các công việc. Thậm chí nhờ vào cái vốn kiến thức và cái kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà gia chủ còn giúp đỡ được những người khác trở thành quý nhân của một ai đó. Bên cạnh đó, tình hình tài chính thì cũng không có gì biến động lớn. Những gia chủ tuổi Đinh Dậu ấy cũng duy trì được cái mức sống ổn định, có của ăn, của để, không phải suy tính quá nhiều trước khi mà đi mua sắm. Tuy nhiên, nếu mà cầm tiền nhiều tiền trong tay ấy, thì bản mệnh cũng nên có phương án gửi tiết kiệm hoặc là giữ cho kỹ, hoặc là gì nhờ con cháu giữ hộ. Đừng có để cho kẻ xấu lừa gạt, khiến cho công sức bao năm lại đổ sông đổ bể. Thứ hai, chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thưa quý vị, những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 ấy, thì trong 6 tháng cuối năm cũng không có nhiều biến động. Gia chủ có cách hành xử nói năng điềm đạm nên sẽ tạo dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, tránh được những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn không đáng có. Phương diện sự nghiệp thì phát triển bình ổn. Những người tuổi Kỷ Dậu là những người mà giàu kinh nghiệm nên là sẽ đưa ra được nhiều cái quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu mà làm lãnh đạo thì gia chủ sẽ nhận được cái sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Bên cạnh đó, tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi mà những người tuổi Kỷ Dậu ấy liên tiếp nhận những cái tiền thưởng nóng hoặc là tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào cái công sức của chính mình nên là có thể yên tâm mà hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong gia đình thì bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình. Chớ đưa ra những cái ý kiến áp đặt cho người khác. Trước khi ra lệnh thì quý vị hãy đặt mình vào vị trí của người thân. Như vậy thì bầu không khí gia đình nó sẽ được thuận hòa và êm ấm hơn nhiều. Tiếp theo chúng ta cùng xét là những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Dậu thì hãy cố gắng hết sức mình trong cái công việc. Như vậy thì cái công sức của gia chủ cũng sẽ không uổng phí. Trên phương diện sự nghiệp thì những người tuổi Tân Dậu cũng đừng ngại đổi mới bản thân, học hỏi thêm những cái kiến thức mới mẻ hoặc là những cái kỹ năng mới. Có thể trong quá trình đó thì gia chủ sẽ khám phá được thêm những cái điểm mạnh của mình, tìm ra cái hướng đi mới trong công việc. Thêm nữa, cái tình hình tài chính nó ổn định. Nếu mà gia chủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ấy, thì không thiếu các khoản thưởng nóng hoặc là gì tiền trao tay cho các bạn. Với những người làm kinh tế, do khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên là những người tuổi Tân Dậu ấy sẽ kiếm được một khoản tiền là gì không hề nhỏ và ngày càng tăng tiến. Nếu mà có tiền trong tay, các bạn có thể suy tính mở rộng cái thị trường hay là đầu tư vào một vài cái lĩnh vực khác. Trong thời gian này thì mối quan hệ vợ chồng nó thiên về cái chuyện bình ổn. Các bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm đến những người thân, đừng dành hết thời gian hoặc là tâm huyết cho cái sự nghiệp. Mỗi ngày dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người. Cái việc đó nó có tác dụng gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Dậu có một năm là khá thuận lợi để phát triển cái sự nghiệp và tài chính của mình. Nói chung gia chủ vẫn còn trẻ, vì vậy đừng ngại cống hiến sức lao động của mình. Sự cố gắng của các bạn cũng sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cái cơ hội hơn trong tương lai. Những người tuổi Quý Dậu ấy thì cũng đừng ngại thể hiện cái quan điểm, cái ý kiến của mình cho tập thể. Nhiều khả năng các bạn cũng sẽ được đánh giá và được ủng hộ, nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng ngại thử thách bản thân trong những cái lĩnh vực mới. Bởi dù thành công hay thất bại thì các bạn cũng có thêm được nhiều bài học
và những cái kinh nghiệm quý giá để phục vụ cái thành công trong tương lai. Trong thời gian này thì cái việc kiếm tiền nhìn chung ấy, của những người tuổi Quý Dậu khá là thuận lợi. Dù các bạn chưa thu được những khoản lời lãi dư giả như dự kiến, nhưng mà các bạn vẫn còn trẻ. Vì thế, hãy chăm chỉ học thêm những kiến thức từ sách vở và từ những cái người đi trước. Như vậy, các bạn sẽ tránh được nhiều cái nguy cơ và nhận được nhiều cái cơ hội đến với mình. Trên phương diện tình cảm, thì những người đã lập gia đình cần phải chung thủy với nửa kia của mình. Đừng vì một phút ham vui mà đánh mất cái hạnh phúc mình đang có. Những người độc thân thì cũng nên chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm, đừng để lỡ mất cái mối lương duyên. Một số cặp đôi đón nhiều cái tin vui về cái chuyện con cái trong thời gian này. Đó là những người tuổi Dậu. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong cái ngày hôm nay, đặc biệt là những người tuổi Dậu. Đó. Quý vị thân mến, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 6 tháng cuối năm 2024 nó Giáp Thìn, không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, dưới sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện tam hợp quý nhân, dù cho là hạn cuối của năm Tam Tai thì những người tuổi Tý vẫn gặt hái được những cái thành quả nhất định trong cái thời gian này, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông cùng luận giải về cái vận trình tử vi chi tiết về công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm và gia đạo. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng 7 âm lịch, đúng không ạ? Tháng 7 âm lịch nói chung ấy thì mưu sự của những người tuổi Tý thì dễ thành vì được quý nhân tương trợ. Thời điểm này rất lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Đấy. Chất lượng để gì? Nó sẽ giúp cho tăng trưởng về cái quyền lực hoặc là về cái chức vụ của bạn. Tiếp đến là tháng 8. Tháng 8 thì quý vị lấy lại được những gì mình đã mất trước đó. Nợ nần thì cũng được thanh toán triệt để. Đào hoa trong thời gian này thì nở rộ, tốt cho những người độc thân. Các cặp đôi thì đón nhiều cái tin vui, hỷ sự. Tiếp đến là tháng 9. Đó. Tháng 9 âm lịch thì những người tuổi Tý cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc là bị tai nạn bất ngờ. Giữ của cải làm sao cho chắc chắn, tránh khoe khoang kẻo lại bị soi mói, bị trộm mất lúc nào mà không hay. Tiếp đến là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch thì tài khí nó vượng. Đó. Kinh doanh buôn bán thì đều phát đạt, cơ hội tốt để những người tuổi Tý kiếm được một cái món hời, tiền thu về để túi. Có điều là tình cảm gia đình trong thời gian này thì hơi gặp trục trặc một chút. Quý vị đề phòng có kẻ thứ ba chen ngang vào cái hạnh phúc của mình. Tiếp đến chúng ta xét tháng 11 âm lịch. Cái sự kìm hãm về cảm xúc nó khiến cho tinh thần của những người tuổi Tý trong thời gian này hơi bất ổn và thiếu sáng suốt khi mà phải đưa ra những quyết định quan trọng. Cơ thể vì thế mà cũng bị suy nhược. Quý vị phải chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn hơn là suy nghĩ quá nhiều. Tiếp đến là tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Tý khá là bận rộn với công việc. Nói chung đây là cái tháng cuối năm và phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành những cái nhiệm vụ, những cái mục tiêu trong năm. Đổi lại thì những người tuổi Tý lại có nguồn thu rất là tốt, tiền bạc thì rủng rỉnh, tiêu pha nhiều cho những việc lớn như là cưới hỏi, xây sửa nhà hoặc là sắm Tết vân vân. Đó. Đó là cái vận trình tổng quan về 6 tháng cuối năm. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét trên từng phương diện tài lộc, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm. Nói chung ấy, trong 6 tháng cuối năm thì vẫn được cái cục diện tam hợp thân Tý Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên nó cho thấy những người tuổi Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong cái sự nghiệp của mình, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm này. Có nhiều cải thiện rõ rệt, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những cái thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt. Quý vị thân mến, những người đặc biệt là những người tuổi Tý nhá, quý vị đừng quên cơ hội thì luôn dành cho những người có sự chuẩn bị trước. Khi mà các bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những cái thách thức hoặc là những cái cạnh tranh có thể xảy ra thì sẽ chẳng có gì có thể làm khó được các bạn. Nếu như mà trong năm 2023 bản mệnh phải đối mặt với không ít những khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm và luôn ở cái thế bị động khó khăn, khó có thể phát huy được bản thân như ý muốn, thì bước sang năm 2024, đặc biệt là trong thời gian 6 tháng cuối năm, thì tình trạng bế tắc đó gần như là không còn ảnh hưởng đến các bạn nữa. Bằng cái sự nỗ lực của mình mà những người tuổi Tý có thể giải quyết các vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên, với khách hàng, với đối tác thì đều được củng cố và mở rộng, tăng cường cái khả năng trọng dụng và sẽ gặp được quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là cái năm cuối của năm Tam Tai, nhưng mà cái ảnh hưởng của Tam Tai nó vẫn còn đó. Tử Thông cũng sẽ nhắc nhở những người tuổi Tý không nên tự tin thái quá mà tự làm hại bản thân. Cái sự chủ quan có thể khiến cho các bạn phải trả giá đắt
nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc những sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ, hoặc là khi được trao cho những trọng trách mới thì các bạn lại suy nghĩ quá là đơn giản, thiếu cái sự học hỏi mà chỉ dựa vào cái sự phán đoán chủ quan, sẽ dễ dẫn đến chuyện thất bại do thiếu kinh nghiệm. Vì thế, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, trong thời gian này thì một số người làm công ăn lương ấy, có thể đã quá quen với cái cuộc sống ổn định, nên là đôi khi ngại thử thách, thiếu cái tính đột phá, cho dù cơ hội vẫn đang đợi các bạn khám phá và nắm bắt lấy. Trong thời gian này, những người tuổi Tý nên thử sức với những cái điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cái cách nghĩ và mở rộng cái tầm nhìn của mình. Miễn là các bạn làm việc chăm chỉ, các bạn có thể đạt được những thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào ấy, thì những người tuổi Tý cũng cần phải quan tâm đến cái đạo đức nghề nghiệp và cái quy tắc ứng xử. Đừng vì cái lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến cái lợi ích của người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc trong cái 6 tháng cuối năm ấy, có thể sẽ tìm được những cái công việc như ý, hòa nhập với cái môi trường một cách nhanh chóng. Ở cái giai đoạn bắt đầu này, các bạn sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi thêm cái kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu, thì những tháng ngày sau này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với những người đang đi học thì các bạn cần phải tăng cường cái khả năng và cái năng lực học tập của mình. Áp lực học tập có thể có nhiều cái mức độ khác nhau, nhưng chỉ cần các bạn chăm chỉ thì chắc chắn cũng sẽ đạt được cái thành tích cao. Các bạn chỉ cần chú ý giữ cái thái độ tốt, không nên tạo cái căng thẳng và cái gò bó quá mức cho bản thân. Nhìn chung ấy, trong 6 tháng cuối năm 2024 ấy, thì sẽ thử thách lòng kiên cường và cái tinh thần chiến đấu ngoan cường của những người tuổi Tý. Đặc biệt là chỉ cần quý vị từ đầu năm đến giờ mà vẫn kiên định theo đuổi cái mục tiêu và cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ. Chỉ cần các bạn không ngại khó, không ngại khổ, bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, thì sự nghiệp của các bạn sẽ dần dần tươi sáng và sẽ phát triển tốt. Đấy, và cuối năm thu được một khoản tiền bội thu. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý trong cái 6 tháng cuối năm ấy, khá là suôn sẻ và hanh thông. Vậy nên cái tài lộc của những người tuổi Tý trong thời gian này ấy, nói chung ấy, cũng khá là gì, khá là lý tưởng. Càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì lại càng dễ thu được những cái món hời lớn. Thêm nữa, trong thời gian này những người tuổi Tý lại được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính thì khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng lúc đúng chỗ, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về được những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Thưa quý vị, trong năm 2023 trước đó thì tài lộc của những người tuổi Tý khá là ảm đạm, cái việc chính thì không được suôn sẻ mà việc phụ thì cũng không đem lại cái lợi nhuận là bao nhiêu. Một vài cái dự án mù quáng trước đó trong năm 2023 ấy, cũng sẽ khiến cho quý vị tiêu tốn một cái khoản tiền không nhỏ. Và cuối cùng gì, lại cũng như là gì, như muối bỏ sông bỏ bỉa, công sức thì như dã tràng xây cát. Thế nhưng, trong cái thời gian 6 tháng cuối năm này ấy, thì mọi thứ cũng sẽ rất khác biệt. Đặc biệt là cái giai đoạn trong mấy tháng cuối năm ấy, thì sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn. Công việc thuận lợi cũng kéo theo cái thu nhập của những người tuổi Tý được tăng cao. Người tay trái hay là tay phải thì đều kiếm về một khoản lợi nhuận khá khá. Một số người còn nhận được cái sự giúp đỡ của bạn bè, của đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý đã dành công sức vun vén từ bấy lâu nay. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà sinh ra nóng nảy, cáu giận. Đồng thời, quý vị cũng chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người và tránh những cái mâu thuẫn, những cái xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Trong thời gian này thì tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng mà nếu như mà bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng sẽ dễ bị hao hụt nhanh chóng. Những người tuổi Tý cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm. Và gì, đặc biệt trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải biết được là gì, chi tiêu một cách hợp lý đúng mức hơn. Trong cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi Tý cũng cần phải lên kế hoạch cẩn thận, chỉn chu, tăng thu giảm chi, không nên chi trước trả sau, kẻ lại lao đao lận đận. Đồng thời, các bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các cơ hội, các nguồn thu khác để gia tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm này thì quý vị nên tập trung làm ăn theo cái định hướng của bản thân, không nên chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng và đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe theo lời rủ rê đầu tư hay là đứng ra vay tiền, đứng tên cho người khác, cẩn thận kẻo vướng vào cái vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu ấy, thì cũng cần phải đề phòng kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn về tiền bạc.
Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là cái vận trình tiền bạc tài lộc của những người tuổi Tý. Nói chung ấy, cũng khá là hanh thông thuận lợi. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt cơ hội và hành động hết mình ấy, thì đây là một cái thời điểm lý tưởng thu về bội tiền bạc đối với những người tuổi Tý. Tiếp đến chúng ta cùng xét về vấn đề tình duyên gia đạo của những người tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm. Nhìn chung cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm tương đối là suôn sẻ. Cái mối quan hệ đôi lứa hay là vợ chồng cũng ít có sóng gió, đôi khi có một cái chút bình lặng, nhưng mà đó cũng có thể coi là một cái tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi yêu nhau thì trong thời gian này cũng đã trải qua một cái thời gian tìm hiểu, có thể tiến đến hôn nhân trong năm, cũng có thể là gì? Ra mắt giữa gia đình hai bên. Dù giữa hai bạn vẫn còn những cái khúc mắc, nhưng mà chỉ cần đôi bên kiên nhẫn, bao dung và biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt của những người tuổi Tý. Trong thời gian này thì các cặp đôi, các cặp vợ chồng, các mối quan hệ cũng khá là hài hòa, tốt đẹp, tạo ra cái không khí gia đình êm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê đi gia đình thì đây cũng là cái điều mà quý vị cần phải cải thiện sớm. Bằng cách là gì? Tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia thì đây cũng là một cách để gia tăng tình cảm. Thì ngoài ra các bạn có thể giữ cái vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh cái sự lạnh nhạt do gì cái khoảng cách giữa các thế hệ. Tuy nhiên trong thời gian này cái cục diện tam hợp nó cũng có xu hướng khiến cho nhân duyên được nở rộ. Điều này có phần là nguy hiểm cho những ai mà đã lập gia đình. Những người tuổi Tý đã kết hôn thì cần phải giữ mình, nói chung phải trong sạch, chú ý đến các mối quan hệ với những người khác giới, đặc biệt là liên quan đến công việc để không phát sinh cái tình cảm ngoài luồng. Trong thời gian này thì những người độc thân cũng có nhiều cơ hội để thoát khỏi cái tình trạng độc thân và bước vào một cái mối quan hệ nghiêm túc. Thậm chí có người còn có thể đi đến hôn nhân ngay trong cái năm nay. Với cái sức hút tự nhiên của mình, cùng với cái sự khéo léo và cái sự tinh tế, tuy công việc bận rộn nhưng mà những người độc thân thì vẫn có thể gì quen biết được với những người bạn khác giới trong cái dịp xã giao, vui chơi giải trí, từ đó tạo cơ hội để thoát khỏi cái tình trạng lẻ bóng, cô đơn. Dù vậy, các bạn vẫn nên dùng cái lý trí khi mà yêu, đừng để những cái quyết định bồng bột, cảm tính làm mở mắt, có khi ấy, còn bị lừa gạt cả về tình cảm lẫn tiền bạc nữa. Quý vị lưu ý rằng, đào hoa nó tăng mạnh đồng nghĩa với cái việc là bản mệnh sẽ có nhiều cái vệ tinh vây quanh. Quý vị đừng vì muốn chứng minh cái sức hút của mình mà có ý định trêu đùa với tình cảm của những người khác. Nếu không có ý định tiến đến rõ ràng với người ta thì quý vị nên thoát ngay từ đầu. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình và gia tăng cái vận trình may mắn về tiền bạc tài lộc thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Tý. Như quý vị đã biết, trong 6 tháng cuối năm về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tý thì vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của năm cuối năm Tam Tai, lại có thêm một vài cái hung tinh nó tác động. Vì thế mà tình hình sức khỏe của những người tuổi Tý thì cũng phải là một cái điều cần phải lưu tâm. Mặc dù thể chất đa số những người tuổi Tý khá là lý tưởng, nhưng mà khó tránh một vài cái triệu chứng khó chịu. Tuy có thể là cái bệnh lặt vặt, nhưng cứ gì chủ động để gì khám chữa để tránh gặp phải những cái nguy hiểm không đáng có. Và trong 6 tháng cuối năm cũng là cái giai đoạn khá bận rộn với những người tuổi Tý, khối lượng công việc và cái áp lực công việc thì nó tăng cao. Đôi khi còn phải đi công tác hay là làm tăng ca để gì hoàn thành những cái nhiệm vụ cuối năm. Nếu lúc này mà bản mệnh không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến cho cơ thể bị quá tải, cái sức đề kháng nó cũng sẽ bị suy giảm và đổ bệnh dai dẳng lâu ngày ấy, thì cũng sẽ dẫn đến là cái bệnh mãn tính. Vì vậy, trong cái thời gian này, những người tuổi Tý cần phải chú ý cân bằng cái thời gian làm việc và cái thời gian nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa cái bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống ngủ nghỉ một cách điều độ và khoa học. Đặc biệt là trong thời gian này thì quý vị đôi khi cũng cảm thấy khó chịu,
cần phải tăng cường bảo vệ sức khỏe của mình để gì tránh những bệnh nó đeo bám. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý cũng nên chú ý giữ gìn cái an toàn cho bản thân, tránh những cái tranh chấp với những người khác khi đi công tác để gì tránh ảnh hưởng xấu đến cái cảm xúc của bản thân, từ đó gây nên ảnh hưởng xấu đến cái tinh thần cho các bạn đó. Thưa quý vị, đó là cái vận trình của những người tuổi Tý trong năm 2024, năm Giáp Thìn, đặc biệt là 6 tháng cuối năm. Tiếp theo thì quý vị đã biết ấy, mỗi người sinh ra thì đều có một cái số mệnh riêng, và cũng là những người tuổi Tý nhưng mà Giáp Tý khác, Bính Tý khác, Canh Tý khác và Nhâm Tý khác. Tiếp theo chương trình thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thì cũng đã ở cái độ tuổi lục tuần. Độ tuổi này thì sức khỏe tinh thần cũng cần phải được chú ý hàng đầu. Khi mà tinh thần quý vị mà luôn thoải mái thì gia chủ sẽ có được cái cuộc sống ít muộn phiền, cũng không phải quá lo lắng về cái bệnh tật. Một số người vẫn còn tham vọng theo đuổi cái công danh hay là tiền bạc thì quý vị cũng cần phải chú ý làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung ấy, thì cũng có đồng ra đồng vào, cần phải thận trọng trong cái chuyện kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Quý vị nên có một cái lộ trình chắc chắn và lâu dài, nếu không ấy, sẽ bị thua lỗ rất là nặng nề. Thì ngoài ra, quý vị hãy tránh những cái tranh chấp về tài chính với những người khác và chú ý đến một số cái chi tiết khi mà ký kết thỏa thuận. Trong thời gian này thì gia đạo cũng ấm êm, trưởng bối và hậu bối cũng đã gần gũi nhau. Bản mệnh nên duy trì cái lối sống và cái tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu trong nhà. Về sức khỏe thì những người tuổi Canh Tý trong thời gian này cũng nên chú ý các bệnh cao huyết áp, đường huyết hay là máu mỡ. Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ để có thể giữ được cái cơ thể được khỏe mạnh và ổn định hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thì cũng được cục diện ngũ hành tương sinh trong năm 2024, nên hầu hết các phương diện thì đều phát triển tốt. Công danh, sự nghiệp, tài chính thì đều có thể thực hiện hóa cái tham vọng của mình. Trong cái dịp cuối năm này ấy, thì bản mệnh cũng nên tăng cường cái kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, sẽ có lợi cho việc nâng cao cái năng lực kinh doanh của bản thân, càng dễ làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, quý vị vẫn gặp một vài cái hung tinh, nó có thể khiến cho các bạn gặp một số cái tranh chấp về tài chính. Các dự án liên quan đến số tiền lớn thì cũng nên cẩn thận, làm gì cũng phải có hóa đơn, chứng từ lưu lại để gì đối chứng về sau. Không nên qua loa mơ hồ, nếu không rất dễ gặp họa. Thưa quý vị, về mặt sức khỏe thì các bạn nên chú ý đến những cái khó chịu về thể chất do mệt mỏi, đồng thời cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến cái bệnh lặt vặt như là cảm sốt. Quý vị nên là gì vận động nhiều hơn để gì giúp cho cơ thể xương khớp nó được gì được linh hoạt và tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Tiếp đến là những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Quý vị thân mến, những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thì có tham vọng khá lớn trong cái năm 2024, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm. Tình hình này thì rất có lợi cho cái việc phát triển sự nghiệp, còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ, nên là tìm được những cơ hội để thể hiện cái ưu điểm của mình. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải chú ý tránh tâm lý quá khích hay là chủ quan. Các kế hoạch nếu mà không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu vào thì bản mệnh có thể sẽ phải bỏ dở nửa chừng. Việc gì thì cũng gì bị giang dở. Nói chung ấy, mặc dù trong thời gian này thu nhập chính và phụ đều khá là tốt, nhưng mà các bạn cũng không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư một cách mù quáng. Cần phải lập một kế hoạch tài chính và giữ cho cái đầu óc được tỉnh táo thì mới có thể tìm được những cái dự án kiếm tiền tốt. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe thì những người tuổi Giáp Tý có thể trở nên cáu kỉnh hơn và dễ nổi nóng khi mà gặp những chuyện không vừa ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể. Các bạn cần học cách tĩnh tâm, đi dạo và gì uống trà, thả lỏng cơ thể và thả lỏng cái tinh thần, suy nghĩ tích cực thì mới có một cái cuộc sống tốt hơn. Đó là những người tuổi Giáp Tý. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Với những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 thì bản mệnh được dự đoán là sẽ có một cái vận trình tương đối là suôn sẻ trong cái thời gian cuối năm này. Các mối quan hệ tốt đẹp được đồng nghiệp và bạn bè ủng hộ. Trong quá trình nỗ lực theo đuổi cái sự nghiệp thì những người tuổi Tý cũng sẽ rất gì dễ bị kiệt sức do làm việc quá sức. Điều đó làm giảm cái khả năng tập trung, ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Quý vị hãy nhớ dừng mọi việc có chừng có mực, tự điều chỉnh lại cái bản thân. Bên cạnh đó,
tài lộc của những người tuổi tuổi Bính Tý sẽ phát sinh thêm nhiều cái khoản phải chi tiêu. Nếu mà không có kế hoạch quản lý tiền bạc một cách cụ thể thì e rằng quý vị sẽ gặp phải một số cái rắc rối về tài chính. Về mặt sức khỏe thì vận động hợp lý cũng sẽ là một cách thư giãn tốt. Quý vị đừng có tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không nó sẽ trở thành một cái gông cùm của các bạn. Quý vị hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp may mắn nhất trong 6 tháng cuối năm 2024. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Dậu, hai là tuổi Tý. Đây là hai con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, được cát tinh nó chiếu rọi, vận trình rực sáng trong 6 tháng cuối năm 2024. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp may mắn nhất trong 6 tháng cuối năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.